Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em lại cập nhật cái chậu lan hồ điệp. Em chia sẻ với mọi người cách kích hoa. Hôm nay nó lại ra thêm một cái lá. Đó, hôm trước em cho cô chú anh chị xem là nó mới. Hôm đầu tiên kích là cái lá này nó còn nhỏ xí đúng không ạ? Rồi lần thứ hai cái lá này nó như cái trong này luôn. Giờ cái trong này lại thêm cái lá. Đó, mà cây này mọi người biết sao nó nghiêng nghiêng không ạ? Tại vì em treo cái nó hướng theo hướng nắng á. Bây giờ mình mà chỉnh lên nó thì em sợ nó lại. Mình níu lên cũng được nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái nụ hoa của nó hôm nay nó đã phát triển cũng được đây ạ. Em để nó trên cái khay này tại vì mọi người cái ca này tại cô chú anh chị và các bạn thấy nó bộ rễ của nó dưới rất là nhiều. Để rum lên tí xíu xem cái phần nụ nhé. Đó, cái nụ hoa của nó đó cô chú anh chị. Đó, mọi người thấy cái nụ hoa sẽ rõ ràng hơn không? Đó, hôm nay thì cái nụ nó như thế này rồi ha. Cái dòng này rất là hay luôn ạ. Hy vọng là nó sẽ được thêm vài nụ nữa. Hôm nay em tưới phân để em chăm sóc cái nụ hoa này nó phát triển ra hoa to, màu sắc đẹp. Vừa chăm sóc bộ rễ, vừa chăm sóc nụ luôn. Thì bây giờ em sẽ chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách em tưới luôn. Em đã chia sẻ rất là nhiều rồi thì phân thì em cũng đã pha sẵn rồi. Trước khi tưới phân cô chú anh chị và các bạn tưới sơ qua nước đi để cho nước ráo nhá. Em đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Hôm nay em lại tiếp tục dùng em chăm sóc nụ mà nhưng mà em dùng công thức này mọi người dùng 2 đến 3 lần trong khi nó mới bắt đầu nhú nụ khoảng bằng hạt đậu nha cả nhà. Thì hôm nay em dùng 20 đều mọi người. 20 NPK 1,5 g cho 1 lít nước. Tại vì cây này nó rất là nhiều lá cho nó có thể ăn được nhiều phân. Mọi người cây này là cây thuần rồi nha. Mọi người có thể pha 1 g đến 1,5 g cho 1 lít nước. Và em kết hợp thêm canxi boron. Canxi boron này em lấy có 1 mi cho 1 lít nước thôi. Và xê sổ em cũng lấy 1 mi. Đây ạ, xê sổ em cũng lấy 1 mi. Chai này chai to còn chai nhỏ đây cả nhà. Chai nhỏ thì em mua có 25k. À 30k đây cả nhà, có giá luôn nha. Em không bán nha cả nhà, em mua thì bao nhiêu thì em nói bấy nhiêu thôi ạ. Rồi, bây giờ em đã pha phân sẵn rồi. Giờ em sẽ tưới tưới vào buổi sáng sớm để cây lan của mình nó hấp thụ lượng phân tốt nhất. Rồi em sẽ tưới xả lại trước 11 giờ. Khi công thức này mình tưới á, cái canxi boron này này cô chú anh chị em tưới em thấy rất là tốt luôn, nhưng mà trong lúc nó ra nụ này này mọi người chỉ tưới 2 đến 3 lần thôi nha. Tại vì tưới nhiều thì sợ cái lá của nó sẽ bị canxi mà. Canxi mình tưới nhiều quá cái lá nó có thể bị mềm, bị giòn. À bị giòn, quên em nói lộn, bị giòn nha cả nhà, bị giòn á. Tưới canxi thì rễ phân nhánh rất là tốt luôn cả nhà. Rất là mập và rất là tốt. Hộ canxi với lại cái loại này kết hợp được với NPK, còn loại khác thì em không biết nha, loại này với canxi bo là kết hợp được. Em đã thử nghiệm rồi. Mọi người đăng ký kênh của em lâu thì cô chú anh chị và các bạn cũng biết rồi ha. Nói chung là mọi người em cũng được cô chú anh chị và các bạn yêu mến rất là nhiều. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu mến em. Đó, bây giờ mình sẽ xoay qua bên kia nhé. Những cái đầu rễ của nó rất là đã luôn ạ. Mình tưới tiếp bên kia, quan trọng nhất là cô chú anh chị và các bạn nên tưới thật đẫm cái phần gốc của nó nhé. Để cho rễ nó lưu dẫn đó, cây bên đây. Cái lá bên đây em đã chia sẻ mọi người, em xịt thuốc BH42 nên nó đã khô lại rồi đó. Thì có sao em chia sẻ vậy mà. Cây lan em chia sẻ cách trồng rồi, em lại chia sẻ cách kích hoa rồi, chia sẻ cách tưới phân. Kênh của em là cùng đam mê với cô chú anh chị và các bạn. Chứ em không bán lan, bán phân bón. Em chỉ là người đam mê và chơi lan giống mọi người thôi. Em chơi lan giống mọi người rồi em ham thì em làm video thôi. Có thể cô chú anh chị và các bạn kỹ thuật chăm lan tốt hơn em, nhưng mọi người lại không làm video. Đó, em đã tưới xong rồi. Em đã tưới xong rồi cả nhà. Rồi. Đó. Tình hình thực tế nhất cây phát triển làm sao. Em đã để nó xuống, mọi lần em treo nó lên. Treo nó lên em không ấy, nhưng mà lần này em sẽ lấy xuống để em tưới cho mọi người xem luôn. Mọi người, tại vì em sợ cái rễ nó hư á, nhưng mà không sao, em làm rễ được. Tại vì rễ nó bám trong rất nhiều. Bây giờ em tưới xong rồi em sẽ treo lên vị trí của nó. Cho nó đủ nắng thì cây lan của mình nó sẽ phát triển nụ hoa tốt hơn. Cái này em treo tự nhiên cái móc, cái hôm mình làm đó mọi người nó nghiêng nghiêng ra. Cái mình treo theo hướng ngắm phía này thấy lá rất là đẹp đúng không ạ? Cái xê sồ này nó phát triển lá rất là đẹp luôn nha. Công thức này em đã tưới lần này được 3 lần rồi đây.
và lần sau thì em chỉ tưới 20 đều kết hợp với lại B1, chứ không thay thế canxi brom bằng B1 nha cả nhà. Lần sau em sẽ tưới 20 đều kết hợp với B1 và 10 ngày nữa em mới tưới phân một lần. Còn bây giờ cho nó ăn những cái phân tan chậm ở đây này. Đó, như vậy là cây lan của mình nó đã phát triển là đầy đủ rồi. Tại vì là nó có bộ rễ rồi. Bình thường mình chỉ tưới nước sáng thôi. Buổi chiều mình không cần phải tưới cũng được, tưới sáng tưới thật đậm đi. Cây này em trồng rất là đơn giản luôn ạ. Chèn than và dớn cọng. Rêu thì bỏ để lại 1/2/3. Nhưng mà thấy phát triển cũng rất là tốt. Thì mọi người có thể tham khảo cách trồng này. Đợt này em cũng làm rất là nhiều video về cách thay chậu những cái cây lan mà đôi khi tuổi thọ nó không được cao cả nhà. Tuổi thọ của cây lan hồ điệp nhà em á, em thấy là thường là 4 đến 5 năm. Đây cả nhà, em sẽ cho mọi người coi cái chậu kia, là chậu em trồng năm 2020 ấy, 4 năm thì nó như thế này đấy cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi xem nha. Nó chậu đó em nghĩ chắc phải trồng lại rồi. Đây, em sẽ xách cái điện thoại đi coi luôn cho cô chú anh chị và các bạn coi luôn. Đây, khi tuổi thọ của nó, đây, nó sẽ bị tự nhiên nó cứ bị khô rễ nè mọi người. Khô rễ và giá thể bẩn nữa nhá. Lâu ngày thì dĩ nhiên giá thể mình trồng 4 5 năm thì nó phải như thế này rồi, chứ làm sao mà nó còn sạch đẹp được, đúng không ạ? Và nó cứ khô dần. Ít bữa nữa em sẽ cắt bỏ, nó sẽ khô cả lá chân luôn cả nhà. Khô cả lá chân luôn nhá. Không phát triển, chậm phát triển thì mình bắt buộc mình phải xử lý. Nếu mình thích thì mình vẫn trồng lại, còn đây là em chia sẻ cách xử lý và trồng lại thôi. Còn mọi người ngoài ra cô chú anh chị và các bạn có thể mình không thích thì mình bỏ đi, nhưng mà em thì em trồng lại. Đó. Đây, hoa đây, tại vì em muốn ngắm những cái hoa này xong thì em sẽ trồng lại, bây giờ nó đang đẹp quá. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy không ạ? Đây. 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 Đây là màu vàng công chúa, em rất là thích. Và ngoài ra màu vàng công chúa này, những cái cành hoa này mình muốn mình có thể làm con được. Nếu mình muốn trồng lại, cô chú anh chị muốn trồng lại á, mình có thể làm con được ở những cái mắt này này. Em làm con được. Mỗi năm em cũng chia sẻ với mọi người cách làm con rồi đó. Gom nó lại hết một chùm thì mọi người sẽ thấy rất là dễ thương luôn đây. Đó, cô chú anh chị và các bạn thấy không ạ? Thì ít bữa nữa em sẽ cắt cái ngang cái phần dưới đi. Đó, nắng lên rất là đẹp luôn ạ. Màu sắc mình tưới cái công thức phân này này, hoa nó sẽ lên màu rất là đẹp nha. Đó. Và lân và kali ấy, nó cân bằng nhau ấy, thì mọi người thấy không, nó không bị nóng cây nữa. Còn cây này cây già rồi, cây này là chậu em chia sẻ với mọi người cái trồng đó. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Ít bữa nữa em sẽ cắt bỏ ngang đây và trồng lại.